Yasuo hưởng lợi lớn, Kha'Zix và Grace tái xuất trong 13.7. Trong bài đăng mới nhất về Liên minh 13.7, trưởng nhóm cân bằng Riot Forgezone đã bất ngờ thêm Yasuo vào danh sách tướng được tăng sức mạnh. Những thay đổi giúp vị tướng quốc dân có thêm nhiều cơ hội xuất hiện với ngưỡng sức mạnh mới. Đầu tiên, lớp lá chắn từ nội tại Yasuo tăng từ 100 đến 475 lên 100 đến 575. Riot quyết định trả lại lượng chỉ số này sau khi đã giảm nó trong bản 12.10 một trước, giai đoạn mà Yasuo quá mạnh với update chống chịu và hệ thống trang bị rất phù hợp. Tiếp đó, chiêu E quét kiếm sẽ giảm nhẹ sát thương từ 25% thành 15-25%, nhưng bù lại, ngưỡng sức mạnh tối đa sẽ tăng khi số cộng dồn mỗi lần lướt tăng từ 2 lên 4 điểm. Do đó, những pha tận dụng lính để lướt liên tục khi đi đường giờ không chỉ mang tính hoa mỹ mà còn giúp Yasuo có thêm nhiều sát thương hơn. Ở vị trí đi rừng, bộ tứ Lee Sin, Vi, Ngộ Không và Sejuani lần lượt bị giảm sát thương và tăng hồ chiêu các kỹ năng quan trọng. Đồng thời, Riot có những chỉnh sửa để bộ đôi đi rừng ăn thịt là Grace và Kha'Zix trở lại. Grace được tăng sát thương chí mạng cộng thêm từ các đòn đánh thường từ 20 lên 30% và chiêu cuối đạn nổ thần công được giảm hồ chiêu rất đáng kể ở các cấp đầu tiên từ 120, 90, 60 giây thành 100, 80, 60 giây. Trong khi đấy, Kha'Zix bị giảm nhẹ tầm tác dụng của cô lập và khả năng làm chậm từ W, gai hư không. Bù lại, thời gian tái kích hoạt từ chiêu cuối được tăng thêm 2 giây, qua đó giúp người chơi có thêm thời gian tận dụng khả năng tàng hình trong combat. Những thay đổi quan trọng này dự kiến sẽ biến bản 13.7 trở nên rất đáng chờ đợi, dự kiến cập nhật từ ngày 5 tháng 4.